Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã ban hành công văn 219 về việc ra soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị chức năng phòng chống tham nhũng. Theo đó, vai trò là kiểm tra và soát việc thực hiện các chủ quan phòng chống tham nhũng thuộc thanh tra Bộ Xây dựng đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh. Đây là người đã bị công an tỉnh Bình Phước điều tra vì vòi tiền trong quá trình thanh tra và chuyển trường và đã nhận hối lộ 250 triệu đồng. Chính khu đất đang bị phân lô bán nền trái phép.